Trời. Dạ, Bình mến chào quý cô chú anh chị. Hôm nay Bình đến nhà của chị Mộng Kha. Thì một phần Bình cập nhật về cây cầu đã khởi công. Thì sau mười mấy ngày đó thì chú thợ cũng đã khởi công ha cả nhà. Thì chị Mộng Kha ơi, mấy chú thợ khởi công như thế nào, chị Mộng Kha có thể là chia sẻ cho bà con cô bác được biết rồi. Chị Kha chào bà con cô bác ơi, chị Kha. Dạ Kha chào bà con cô bác chị mình và chào cả nhà mình nhé. Dạ chào chị Tiền, hai vợ chồng chị Tiền luôn. Bữa nay anh thợ sẽ khởi công hôm qua rồi làm cho ở mà chân cầu dưới rồi bây giờ khởi công làm lan can từ từ bây giờ Kha mời cô chú anh chị mình vô chỗ cầu nhé. Rồi, đặc biệt nhất cả nhà, hôm nay mình thấy chị Mộng Kha thay đổi lột xác, giống như thay đổi một hoàn toàn 100% từ cái quần màu đỏ, rồi cách quần, rồi áo len nữa cả nhà. Viên bộ này thì chị Tiền đoàn cho, còn áo này chị Mai cho, Mai với chị Nhìn ở sông Minh Mỹ cho. Rồi đôi bông nữa cả nhà. Đôi bông luôn, đôi bông nhiều cho, đôi bông nhiều lắm. Đôi bông huyền thoại nè, rất là đẹp luôn cả nhà, đây, rất là đẹp luôn. Đó, đôi bông này rất là đẹp luôn ha cả nhà. Và đặc biệt nhất là chị Mộng Kha bữa nay là kết hợp một bộ đồ từ đôi dép này, theo lẽ là mang đôi guốc nó mới đẹp. Dép này hồi mới ra lò là chị Kha mua đầu tiên à? Mua đầu tiên. Vì mới đúng. Vừa mấy tháng đó, gần năm rồi đó. Dép này là mới ra lò. Hồi đó chị đi mà bên cái gì lễ cầu an bên Tâm Sóc đó chị mua á, mua mấy em bán áo toàn là hột sòn kim cương không à. Đó cái nhà hột sòn kim cương không à. Ủa mà nãy giờ em quên ha, sao cái này thẳng vậy hả? Cái này nãy là chú kia đó đi bán gì đó, đi bán gối rồi mền rồi đó. Sao em thấy này nó thẳng băng vậy? Cái này hả? Cái này chị để ở nhà. Để ở nhà hả? Quên em theo hả? Quên em theo. Này là mình tháo ra tháo vô được. Cái này chỉ điện tử mà. Điện tử. Rồi cô chú ở đây làm gì mà tông? Ở đây cô chú con cháu ở đây nè, có khi người ta đi ruộng, có khi người ta đi chợ, còn mấy em nhỏ nhỏ thì nhổ cỏ nhỏ gì nó chơi block vậy đó. Rồi bà ơi, bà có thấy chị Mộng Kha lúc này đẹp không bà? Đẹp hết sảy luôn. Đẹp hết sảy luôn. Đẹp lắm hả? Ừ. Sao vậy? Lúc trước mặt là như thế nào bà? Lúc trước không đẹp đâu. Đi sâu không? Đúng lúc này là đẹp. Lúc này là đẹp hả? Ừ. Có người yêu nữa. Có người yêu hả? Ừ, đẹp, có người yêu nữa. Có chồng không? Không có chồng đó. Chuẩn bị ha. Không có ai yêu, không biết chữa nào yêu nữa. Còn trên kia là sáng bà, cú đó. Từ lúc trước á, là bà có thể là chia sẻ bà ở đây là đầu tiên. Thì lúc trước là chị Mộng Kha như thế nào, mặc đồ như thế nào? Mặc đồ bình thường. Bình thường. Rồi... Đi coi làm cắt búa cắt gì đủ thứ đó. Làm bình thường đó. Có tắm sình không? Không có. Bắt cá là phải tắm sình tắm xong rồi. Bắt cá bữa này. Làm sao đi coi hát không à? Đi coi hát không hả? Vậy là năm nay thì thấy chị Mộng Kha là đẹp quá. Đẹp. Đẹp không? Chắc có người yêu rồi. Chắc có người yêu hả? Chắc rồi. Yeah. Không biết ai yêu nữa. Rồi thì nhà của bà ở đâu? Đó nhà bên sông đó, chỗ bên kia sông đó. Hả? Cái cầu đó làm mới khởi công từ lúc mà nói làm tới bây giờ là mới khởi công mấy bữa nay thôi. Thì cầu đã tiến hành như thế nào rồi bà? Sao? Dạ. Hỏi thầu hả? Rồi sửa cầu lại á, bà có cảm thấy vui không hay là sao? Vui á. Làm rồi là ngay cho người ta thấy mặt ấy, đúng không? Làm rồi là cánh thành luôn á. Làm rồi cánh thành luôn. Ừ. Ông mà trong xóm đó có vui không? Vui, người ta cho là vui rồi. Mừng lắm ha. Trời ơi, có tiền đâu mà làm cầu đẹp. Dạ. Làm rồi là vui không à. Làm rồi là vui ha. Cảm ơn Mộng Kha. Cảm ơn Mộng Kha hả? Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Mộng Kha xin cảm ơn Mộng Kha trước. Cảm ơn Mộng Kha trước hả? Thế Mộng Kha không xin là không có. Bị Mộng Kha xin. Mộng Kha xin. Cảm ơn mọi người sao? Cảm ơn mọi người sao? Chính là chị Mộng Kha. Mộng Kha thì xin Mạnh cho.
nếu mà chị Mộng Kha không nói Mạnh Thường Quân không biết ha. Dạ. À, bây giờ ngài chị Mộng Kha cũng đã giống như là nói cũng giúp cho giúp đỡ cho bà con trong xóm chứ không phải là riêng của chị Mộng Kha. Ai cũng thương hết trơn Mộng Kha, không có ai nói sâu đâu. Và đặc biệt chính là chị Mộng Kha cũng biết san sẻ cho bà con cô bác ha. Đó. Okay, liền đi đây tới, tới đâu thì tả thương đây tới đó đó. Vậy luôn hả? Tả thương lắm. Dạ. Tội nghiệp nữa. Tội nghiệp nữa hả? Rồi thương giờ tội nghiệp. Các cháu đây làm gì chơi đất vậy? Chơi đất cho bà Thiên đó. Hả? Cho bà Thiên đó. Đó cả nhà. Cháu là đang chơi đất thì nhớ lại hồi xưa á. Hồi xưa là hồi còn nhỏ không có gì chơi là chơi đất vậy đó ha, đúng không bà? Còn bây giờ thì có đồ chơi nhiều quá, cho nên là ít lắm ha. Chỉ là vô vùng quê, vùng nông thôn thôi mới biết thôi, mới thấy thôi ha bà ha. Bây giờ này bà dùng cơm nước gì chưa? Ôi, ngồi chơi. Rồi ngồi chơi đi ha, vậy con xin phép là con đi cập nhật cầu cho bà con cô bác xem ha. Dạ. Ơi cả nhà ơi, bây giờ Bình cùng với chị Mộng Kha sẽ đi cập nhật cầu cho cả nhà xem Brand Brand Idol Mộng Kha đi như thế nào. Đi sao? Đi hết hơi. Đi hết hơi là sao? Quay một vòng ấy. Đi từ từ. Quay một vòng ấy. Đưa tay lên, đưa tay lên. Đưa tay vậy nè. Thế sao cô chú anh chị mình thấy làm cầu Kha thấy vui lắm cô chú anh chị mình. Vui không? Tại xóm mình tháng mưa này rồi còn cầu cũng xây lâu rồi, thấy trơn trơn nữa, cũng có gông trơn trơn cả nhà. Bây giờ là thấy có gông ha chị Kha. Đúng rồi. Dạ. Đây là đường. Ủa sao chị Kha? Mà chị Kha đi vừa mới đi tới à? Gì cơ? Mà thấy con bò kia nó la là sao? Nó hỏi thầy hỏi chị. Sao vậy? Hỏi chị Kha đi đâu vậy? Chị nói đi thăm cầu nè. Trời ơi, em đứng ở dưới gió sao thơm như vậy Kha? Chị đâu có sợ từ thơm đâu mà thơm. Trời ơi. Sao vậy? Bây giờ em sợ là chị Kha đi tới bển là mấy chú thợ làm không được kìa. Hả? Nè. Không có sao, không có sao đâu kìa. Không sao hả? Tại vì em đứng ở dưới là thấy thơm quá rồi đó. Thì chị Mộng Kha ơi, cái cầu này bây giờ mấy chú thợ cũng đã khởi công rồi phải không? Khởi công hôm qua đó thì đó đang làm hai bên cầu đó cưng. Đây bốn cái trụ dưới đó cưng. Yeah. Còn bữa nay thì làm lăn căng từ từ làm lăn căng từ từ rồi mới đổ xi măng nè, chán đi nè, từ từ dài đi luôn. Dạ. Rồi sơn sửa cho nó đẹp giống trong hình vậy đó. Dạ, sơn sửa cho đẹp giống trong hình vậy đó. Vậy là mấy chú thầu đang làm á chị Kha? Đó, thầu đó đang làm đó cưng. Chú thầu đó đang làm bên đó đó cả nhà. Đó, chỗ chân cầu á. Chứ sao làm chân cầu á đó, hai bên đó làm xong hết. Hai bên ở đó, còn hai bên đây nè. Đó thấy độ cột bự không? Cột quá trời bự nè. Dạ, vậy là chú đang đổ chân lên cao đó ha. Đổ chân lên cao rồi thêm xi măng vô trên nữa. Này đổ chữ H hay là chữ gì? Cái này chữ vuông. Hả? Vuông. Vuông hả? Vuông là đổ chữ vuông phải không? Thấy bự nè. Bự không? Bự thấy vậy là chắc chắn rồi đó. Chắc không? Đó thấy cụ mà trụ trước đó gãy hết trơn rồi đó ha. Nó quẹo hết trơn rồi. Độ cái trụ này đó là thấy lớn hơn kia là gấp đôi luôn. Gấp đôi Kha. Luôn, độ bự hơn gấp đôi luôn. Đó, bây giờ nếu mà mình làm cầu mà không có chiếc xuồng hay chẹt này kia mình khó làm. Không có dễ, khó làm lắm cưng ơi. Không có chẹt, có chẹt mới khó, dễ làm, còn không có xuồng, không có chẹt thì khó làm lắm. Yeah. Còn mấy trụ đó thì độ trước thì mấy cái máy cậu á, máy cậu nhận ba cái đó xuống, bốn cái chân đó xuống trước mới độ đan lên sau nữa. Làm cũng lâu lắm cưng ơi. Ôi sợ. Đó là cũng cô chú này kia đi bộ này kia cũng dễ hơn ha. Đúng rồi. Đó mấy... tháng này đó là mà tháng này là tháng cô chú anh chị mình hoặc là người lớn tuổi á cưng. Người lớn tuổi cũng đi có cầu này lâu lắm rồi, có gông có gì đó đi cũng trơn lắm cưng ơi. Tại không có tay á cưng. Ai có bên lan can á. Còn em nhỏ nhỏ không đạp xe nữa. Thì cả nhà đặc biệt nhất là mấy chú thợ đang buộc thanh cầu ha cả nhà. Ở dưới thì nối lên đổ thêm ha. Cái này mình có năng có gì không ta?
nắng gì nắng rồi đổi lưng căng lên chưa. Dạ rồi thì bây giờ mình đi qua bển mình hỏi chú Thầu đi ha. Dạ dạ, dạ. Ở đây cũng không biết ha. Đúng rồi, rồi mời cả nhà đi cùng với Bình và chị Mộc Kha ha. Dạ Kha mời cả nhà, mời cô chú anh chị mình cùng em Bình với Kha đi thăm cầu nhé. Dạ đây là cập nhật cho quý mạnh thường quân được biết là cầu của nhà chị Mộc Kha vô xóm mới của chị Mộc Kha đó. Dạ. Thì cũng đã khởi công ha chị Kha. Ừ. Đúng không? Rồi cảm ơn. Dạ. Cầu làm xong xuôi hết trơn, mình phải làm giống như mình làm kinh thành cầu đó, cho nó biết cô chú anh chị mình nhiều người biết đến đó, mà cầu mình xây xong đó cơ. Dạ. Mình phải làm kinh thành nữa. Dạ. Dạ. Mình là cho bà con của bác biết ha. Dạ. Dạ. À, đây là chú Thầu đang đóng ở trụ dưới nữa cơ. À, có chiếc cầu tre. Cái này cầu đúc không phải cầu tre. Yeah, yeah. Hay à. Cái này bài hát của ta. Cái này bài hát cầu tre lắc lẻo gập bình khó đi. Dạ. Bà cầu tre sao? Dạ, cầu tre lắc lẻo gập bình khó đi. À. Cái này cầu đúc dễ đi. À. Vậy là bây giờ là có chiếc cầu đúc bay qua tó lộn bắc ngang qua sông. Đúng không? Thấy đẹp hay cưng ha. Ừ. Đó. Nè, độ rất là bự nè. À, đây chị Kha ơi, bây giờ cho xin phép đây, đây là hỏi chú Thầu nha. Chú Thầu ơi, có thể là đứng lên nói chuyện xíu cùng với chị Kha được không? Yeah. À. Rồi, đây cả nhà, đây là chú Thầu. À, chú Thầu. Bây giờ chú Thầu được trước á, bà con của bác chắc quên tên rồi. Tại lâu rồi không cập nhật mười mấy ngày rồi đó. Chú Thầu tên Ni. Ni. Ni ở Bình Khayon. Ni Văn Khayon, chuyên về xây nhà rồi xây nhà xây cầu rồi cũng làm đường làm hết làm hết. Nói chung là nào mà cảm thấy vui vẻ là làm hết không? Mình biết không? Rồi cho hỏi cái từ lúc mà mình khởi công tới bữa nay á, là từ lúc mà mình đổ cái chân trụ ở dưới đó là được bao nhiêu ngày rồi? Tới nay là một tuần rồi. Tuần hả? Lâu đó. Một tuần. Thì không đổ trên cầu là theo Bình thấy là hình như là mười mấy ngày luôn á chứ bỏ. Thì mình bỏ nhưng mà theo cái công mình làm á. Dạ. Công mình làm thì tới bữa nay nó là một tuần. À vậy là mình... bữa mưa bữa gì mình làm có buổi hả? Dạ. Chứ không có làm được chọn mấy ngày. Dạ. Rồi với cái cầu này đó là cách của chú đi á là làm như thế nào? Thì bây giờ đổ cái kèo. Dạ. Cũng như cái đà kiền á. À, mình câu không? À, mình câu hai bên lại. Dạ. Rồi sau đó mình đổ cái mình trồng cái trụ lan can lên. Dạ. Đó là một dãy là 11 cây. À 11 cây. Một cây rồi đưa ra cái ra xuống dưới đó. Dạ. Hai bên thêm hai cây nữa. Dạ. Tức là đúng mình hả? Làm cái tay ra hai bên là lan can ha. Dạ. Xuống dưới đó. Dạ. Còn ở dưới bên kia mình có làm có làm hai bên làm hai bên luôn làm y như bên đây luôn bên đây. Ừ. Sao thì bên kia vậy à, là bên kia sao bên đây vậy ha. Và đặc biệt nhất á chú Thầu, cái sắt này á là mình xài sắt mấy dê chú Thầu? Này sắt 10 ha, tại mình buộc tay dê rồi mình đổ ha. Mình đổ mình cặp dán mình đổ. Ừ. Đổ dày không hay là đổ sao? Mình đổ lên 20 nhưng mà ngang nó có 12 à. À, đổ 20 ngang 12 thôi. 12. Cho nhỏ xíu. Nhỏ nặng cái hồ nó ngậm được nhiều. À. Đó thì chị Mộc Kha cũng không biết nhưng mà chú Thầu bữa nay thấy chị Mộc Kha như thế nào? À? Bữa nay thì thấy chị Mộc Kha rất đẹp. Đẹp luôn hả? Đẹp. Sao vậy? Bữa nay sửa soạn rất đẹp nè, với lại bữa nay thấy cũng vui vẻ. Ừ. À. Vui với anh em. Đúng rồi. Cười vui với anh em ha. Tại mình được rồi. Nhưng mà biết sao không, Thầu? Thì thấy chị Mộc Kha giống như là đi trên gió. Ừ. Hay là đi qua cầu á, sợ mấy chú Thầu á làm không nổi. Thứ nhất là đi trên gió là bốc mùi thơm. Yeah. À, phải thứ hai á, đi trên cầu nó thấy tướng quá đẹp luôn. Quá đẹp. Mình dây ha. À, mình dây giống như dưa leo vậy á. Chị Kha thì vậy là ở dưới thì mình xong chưa? Ở dưới bữa xong nay nữa mới xong ở dưới. Ừ. Ừ, bữa nay nữa mới xong hả? Hướng thấy nè bự quá. Ừ. Trời bự vậy. Đó xíu bự xíu nữa mình cho em xin xuống dưới được không?
được. À, vậy cho em xin phép xuống dưới đi ha. Rồi. Cảm ơn anh ha. Rồi. Dạ, cảm ơn chú thầu. Vậy chị Kha ơi, thì bây giờ ở trên này mình cũng có đục hay là khoan hay là sao? Mình lấy sắt lên đúng không? Ừ. Đây nè, sắt này nè. Không. À, vậy là mình làm cho nó bằng lại đúng không? Ừ, bằng lại. À, cho bằng lại thôi. Rồi chị Kha ơi. Gì cơ? Rồi cảm ơn chú thầu làm đấy ha. Nè, làm rồi, tên mình dự án mình tính là khoảng bao nhiêu ngày xong? 2 tuần nữa ha cả nhà, 2 tuần nữa mới xong. Rồi thì bây giờ mình mời cả nhà cùng với chị Mồng Kha xuống dưới để quay cho rõ ràng hơn ha chị Kha. Về chân cầu á ha chị Kha, phải quay cho kỹ cho cô chú anh chị mình. Chân cầu là quan trọng nhất á. Đúng rồi. À, đây chị Kha, mời chị Kha xuống nè. Đó chú để nhảy xuống luôn à. Rồi bay lại kìa, ổng nó ông chụp luôn kìa. Hả? Ổng nó ông chụp kìa. Đây. Chị Kha à, ở ngoài uổng mà. Nó gần rồi. À. Rồi đó, quá trời. Rồi. Rồi. Ôi. Đợi ông uống nước coi, thấy không cưng, thấy đất đó mà còn chưa làm nè cưng, thấy không? Bên này là nhỏ, bên kia là đó vẹo gãy hết bên rồi đó cưng. Sau này mình cặp cây bên. Cây lại đi chị Kha. Tại vì á mình không cặp cây á là cái cột á ghe hay này kia nó gì đó. Đập từ nó bể cưng, thấy không? Đó ha, rất là bự luôn. Đội bơi sao đây? Đây bơi chị Kha bơi hả? À? Cho chị Kha bơi đi, chị nào bơi. Tới thì cũng được. Đây cái nhà chị Kha sẽ biểu diễn. Biểu diễn không bơi ghê á? À, bơi chẹt, cái này chẹt không phải ghê. Đó kia xe. Đây xe cuốc rồi nè, xe cuốc. Đâu, thì người ta qua bên đây ta làm mà. Qua bên kia hả? À? Vậy đi qua bên kia. Ừ. Hay ha. Ở sông này cũng cũng vừa ha. Sông này cũng vừa mấy ha cả nhà? 3 mét. 3 mét ha. Ừ. Vậy đi đừng có sâu quá dễ xuống mò ốc. Hả? Sâu quá thì mò xuống mò ốc không được. Sâu quá mò không được à? Vừa. Thanh cầu này mình đổ bự hơn cái thanh cầu cũ nhiều lắm. Bự hơn nhiều, gấp 2 luôn, gấp. Đây cả nhà. Đây, khi mà mình đi tới gần á, mình mới thấy bự hơn nữa. Rồi vuông nữa ha cả nhà. Ừ. Đi vuông góc nữa, đẹp lắm. Rồi đẹp luôn ha. Ừ. Quá trời đẹp, độ kỹ lắm coi. Đây cả nhà. Đừng cho chẹt mình đụng vô đó không được. Tại nó cũng mới. Không sao hả? Ở dưới thì nó có cái nhà đài. Rồi dừng lại. Ở dưới lên đây mình làm thêm 2 cái này nữa thì nó đâu có nhúc nhích, nó đâu có sợ. Dạ. Đó. Rồi. Nhà mình quá trời bự luôn nè. Cả nhà, đây. Cái cầu thì cũng đổ. Này là đổ bao nhiêu vậy? 25 27. Dưới thầu nói là 25 27 á. 25 27 cả nhà. Rất là lớn luôn ha. Ôi. Đúng chân cầu luôn rồi, bắt đầu với mình chọi này lên luôn ha. Bắt con ra chọi này lên cho nó. Dạ. Này mình cắm xuống là khoảng bao nhiêu mét vậy? Cắm xuống ở dưới á. 4 mét. Cắm xuống là 4 mét ha. Từ mặt nước lên ha. Từ mặt nước xuống dưới á. Từ mặt nước xuống dưới là 4 mét cả nhà. Đây là buộc cũng thanh sắt lại ha cả nhà. Ừ. Nè con đổ đây mới chắc nè. Bên đây là 26 à. 2.5 mét. Đây cái nhà cũng làm cho sát với cái đà ở trên luôn nè. Đổ bằng đà ở trên đó. Đổ bằng đà ở trên luôn ha. Ở trên mình có bắt sát từ ở đà ở trên xuống không? Không, nó đổi lên thôi. Mình chỉ là giống như là cái chân để đội lên thôi phải không? Rồi chị Mô Kha ở đó luôn đi. Cái sào. Cái sào ở đâu rồi? Đây nè. Được không? Dạ, chị Mô Kha. Lên trên đứng. Chị bay xuống sông luôn hả? Bay xuống à? Nè, thấy không? Ai chứ đổ đây nữa nè. Đổ đây nữa. Đổ đây là nó câu hai bên là chắc á. Câu hai bên là chắc ha. Thở này làm kỹ lắm con ơi. Dạ. Rồi, đi đâu vậy? Đâu vậy? Rồi, lên bờ đi. Lên bờ xuống ruộng đi.
lên bờ luôn đi. Có chị ở ở dưới sông lâu không được, sợ do bay áo chị lên thấy bụng. À lâu 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 tu chứng à lên lên thôi lên lên chuyện ơi phúc mang của nó bắt sắp đó chứ. Nó chuyện bắt ấy đừng bắt ấy. Máy à bắt. Hello chuyện bắt sấy bắt sấy. Lịch chứ. Ở chuyện ông tu cửa sai ra sát chal phát ra lục mộc đàl. Ông tu sang trăng chal ra lục mộc đà treo cắn treo cắn luôn chăm mối mình cười lời na. Còn bài khác nữa chứ khác. Còn bài khác nữa hả? Ờ. Ồ ca là hồng, ồ ca là hồng đông, nồng bây bực xa ha. Cật chiệt cà na ha, chong bành ca là hồng nồng bây. Chong bành ca là hồng nồng bây. Nái ổn xâm xua sân, băng nơ cầm là hai rưu mùi miền pro quân. Nái ổn xâm xua sân, băng nơ cầm là hai rưu mùi miền pro quân. Bong ca chân nam ai bàn chia thay là o đánh kề bàn chia thay là o đánh kề cứ tôi đó ông chết không được. Ông ở đâu? Đó ông chết đâu có ông đâu. Ông chết á. Đó. Đó thầy. Thầy cả nhà chị Kha cũng rất là vui ha. Khi mà bữa nay vui khởi công cầu thầy mình thấy vui nè, xứ mình nè, rồi được bà vậy là cũng khởi công 2-3 ngày rồi. Bình Đen không có biết á cả nhà. 3 ngày rồi đó, Bình Đen không có biết cho nên là Bình Đen đâu có lại cập nhật cho cả nhà xem đâu. Đây. Vậy là khởi công này thì có gì mai mốt Bình sẽ cập nhật 1-2 ngày. Đúng 1-2 rồi. Ngày cập nhật một lần cho cả nhà xem ha. Đó, cưng thấy làm cầu nè, sắt bự bự không nữa. Sắt này kia sắt gì? Mấy? Sắt này 14. 14. Sắt này chị Kha bẻ công không? Không, trời ơi. Chị yếu xìu, chị gái mà yếu xìu mà đâu có bẻ. Chị đâu phải lực đâu mà bẻ được trời. Em nghe chị, sao bữa hổm chị nói là chị gái gì, gái xít xít gì? Gái điện tử. Sao rồi, cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn chú thầu nha, hai đứa chú thầu luôn nha. Cả nhà ơi, thì sau khi mà chú thầu nói đó, khi mà đổ cầu này xong thì cũng đổ cái thanh ở đây ở là hai cây ha, ở đó một cây, ở đây một cây ha cả nhà. Đổ dốc xuống chứ đổ mà đan tới đẳng luôn. Dạ, đan tới đẳng luôn. Còn bên đây thì cũng làm cái thanh xuống bên đây lại ha. Đó, rồi còn bên đây thì đổ đan thêm là tới bên bể luôn ha cả nhà. Rồi, thì bây giờ mình với cô chị Mộc Kha đó đi tài tàn xuống dưới cho xong luôn đó chị Kha. Đúng rồi. Nè, cái đổ từ đây đi tới xuống này con ơi. Chỗ nào con xin á thì mình đổ thêm con. Dạ, đặc biệt chứ cả nhà. Đường thì nó còn sình. Chào. Ở đây đường sình. Dạ, đường nó hơi sình đó. Đúng rồi. Cho nên là phải đổ đan lại. Đổ đan. Dạ lại đây con bò. Con bò hàng xóm ở đây cũng nuôi rất là nhiều. Nhưng mà bò bây giờ rất giá lắm hả chị Kha ha? Chị không biết nữa, không gần. Chị không gần nữa, không biết. Đây. Nên là tại vì mình để gom vô nó hơi sình quá cả nhà. Nếu mình không để gom thì nó lên sình á. Đó. Đây, thì sau này sẽ làm sạch sẽ ở đây là đi tới nhà của chị Bồng Kha luôn ha cả nhà. Đúng rồi con. Wow, ok luôn rồi ha chị Kha. Dạ. Sau này sẽ gọn là sạch sẽ hơn ha chị Kha. Trời ơi, chị hồi đó chị đâu hồi đó chị chưa có quay phim với dĩa cơn. Dạ. Chưa có bà con cô chú anh chị mình giúp rồi giờ em Bình với em Trung đâu rồi em Vũ đâu anh Tấn đâu đâu có còn giúp cho chị rồi hồi đó nhà chị ngập nước hết trơn rồi cưng ơi. Bây giờ được cô chú Mạnh Thường Quân giúp còn biết nhiều giúp đỡ cho chị mang ơn nhiều lắm không, chị không bao giờ mà quên cô chú mình đâu. Rồi thì cả nhà ở đây bây giờ cũng đã tới nhà của chị Bồng Kha rồi thì mình cũng xin phép là khép video tại đây. Trước khi em khép lại video đó, chị Kha có lời gì muốn nói bà con cô bác không? Dạ, trước khi khép lại video Kha
xin cảm ơn bà con cô bác chị mình thường quân đã giúp đỡ xây cầu cho sông bên cầu rồi. Kha cảm ơn nhiều lắm, không có gì mà bằng cô chú mình đã thương tình ủng hộ. Thì Kha cảm ơn, chúc sức khỏe, nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài và phát đạt. Chúc mừng năm mới, một an khang thịnh vượng, dạng sự dư ý, làm ăn phát tài. Dạ, xin chào cô chú anh chị mình. Dạ, mình xin chào cô chú anh chị ha. Chúc cô chú anh chị luôn luôn gặp nhiều niềm vui và luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình ha. Rồi, chào cả nhà ha. Yeah.